Xin chào tất cả anh em đang theo dõi kênh YouTube Điện Năng lượng Mặt trời của công ty Big Bang Solar nha. Hôm nay bên em lại tiếp tục về dòng pin lithium lưu trữ NADA 48V 50Ah. Thì dòng pin này là dòng pin đánh giá trong cái phân khúc phổ thông, giá rất là tốt và cái mật độ lưu trữ năng lượng cũng khá là ok nha. Thì cục pin này thì 48V 50Ah này thì test sạc xả cạn sẽ được 2,5 kg nha mọi người. Đợt này về thì bên em đang về dòng pin lithium NADA loại có CB và không có CB nha. Đó. Thì đây là ngoại thất của pin này. NADA thì giờ thì em về có hai loại. Một loại là có CB và một loại là không có CB. Cục pin này em sẽ lấy ra em test dung lượng nhé. Test dung lượng cho mọi người xem cái dung lượng lưu trữ của pin. Em sẽ về một loại là có CB và loại không có CB nhé. Thì hai cái nó cơ bản nó cũng giống như nhau thôi, nhưng mà nó sẽ khác nhau về một loại là có CB và một loại không có CB này. Cái này không có CB này. Đó. Thì hàng thì bên em nhận ship code giao ship trên toàn quốc nhé. Mọi người liên hệ đặt hàng thì liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Kết bạn Zalo với lại hoặc là gọi cho em để em báo giá cho mọi người. Thì pin loanh quanh thì khoảng mức 10 triệu trở về thôi. Đấy. Trong cái thời kỳ pin đang giá nhập về rất là cao thì tầm giá này cũng khá là ok rồi. Bây giờ em sẽ lấy ra một bách để test dung lượng này. Rồi thì hiện tại mình đã kết nối vào máy Lux Power, mình sẽ sạc lên sạc pin cho đầy nhá và xả ra máy 4109. Máy 4109 nhá. Thì bây giờ mình kết nối battery vô này. Lên trên cổng battery trên máy inverter và mình sẽ cài đặt sạc vào cho pin. Em sẽ cài đặt sạc vào cho pin. Hiện tại em đang sạc vô đây. Để đáp 54.6V là bình khá là đầy rồi. Sạc một lúc thì pin mới kết nối với máy thì nó sẽ nhận từ sẽ nhận lại cái SOC này sau. Khi sạc pin đến lên quanh khoảng 55 đến 56V, 55.5-56V là pin đã đầy, gần như là đầy rồi. Hiện tại đang ở 54.6 này. SOC đang 75% này. Đó, lên một đèn này nữa là 100% đầy. Khi sạc đầy thì em sẽ tiến hành cho xả nhé. Thì dung lượng sạc và xả có trên đây, trên ngày. Hiện tại sạc nãy giờ được 100W rồi, 0.1 này. Đấy, và hiện tại chưa có xả ra. Ngày mùng 7, ngày 21 tháng 7, 2022. Ok nhá, thì tí nữa sạc đầy em sẽ tiến hành cho xả ra nha. Rồi thì hiện tại em đang cho sạc đến mức 55.7V rồi. Thì hiện tại cũng pin cũng gần là đầy, cũng tương đương là đầy rồi nhá. SOC thể hiện là 4 cọc SOC, 100% dung lượng pin. Thì bây giờ em sẽ bắt đầu test cho pin xả ra nha. Thì bây giờ năng lượng mặt trời đang cấp hơn 2kW này, đang cấp tải 1,3 kW này, dư sạc và pin lưu trữ này, đang lấy tải lưới 53W này. Thì bây giờ em sẽ tắt hẳn cái dàn tấm pin năng lượng dàn PV đi nhé, để cho pin lưu trữ bắt đầu xả. Em sẽ standby máy. Standby máy bắt đầu em mới tắt DC switch đi. Đó. Noble lại này, cho máy hoạt động lại này. Rồi bây giờ em sẽ cho xả pin này. Phần AC chạc em sẽ tắt đi nhá. Tắt sạc AC đi. Và đồng thời sẽ cho xả pin này. Thời gian từ 00 giờ này. À, chỗ này thì sẽ xả pin đây nhá. Xả pin này sẽ cho xả 15% này, tương đương 500W nha. 15% của 4kW của máy này. SOC em sẽ cho xả lên quanh ở đây là 69% này. Xả 95% DOD luôn nhá. Điện áp đây sẽ cho thành 49V này. Em sẽ cho xả 49V luôn nhá. Chỗ này xả sâu thêm một chút nữa đi. 65%. 65% của hiển thị trên app của Lux Power tương đương là xả gần như là cạn pin luôn nhé.
Điện áp 49 với lithium 16S là 16 cell là gần như là sắp cạn rồi. Em sẽ cho xả đến cái mức điện áp 49V, SOC 65% nhé. Đó, bây giờ bắt đầu cho pin xả này. Thì với pin Narada bên em bán thì sẽ bảo hành 3 năm với lúc power bên em bán ra nha mọi người. Bảo hành 1 năm với các dòng inverter khác. Narada em sẽ bán ra bảo hành 3 năm. 3 năm với lúc power và 3 năm với Dyer luôn. Dyer thì bên em đợt này vẫn sẽ bảo hành 3 năm cùng Dyer bên em bán ra. Thì với các dòng pin lithium bên em bán ra tự tin bảo hành 3 năm với các dòng pin chạy với các máy inverter cài đặt ngưỡng xả Onric. Ngưỡng xả Onric là như thế nào? Là như thế này nha mọi người. Ví dụ tải nhà em đang là 1300W. 1300W với các dòng inverter Onric bình thường thì nó sẽ lấy hết công suất 1300W ở cục pin lưu trữ đây, nó sẽ xả ra tải. Thì với điện áp 48V 1300W thì điện áp thấp, công suất xả dòng nó sẽ cao, thì pin cái xả dòng cao thì cell pin nó sẽ nhanh nóng và nhanh phù hơn nha. Vậy nên là với pin lithium 50 chúng ta xả dòng 10A là chuẩn rồi. 10A là dòng xả ổn định cho pin, cứ sạc xả đều 10A. Thì các dòng inverter hybrid thật thụ như là loop over diode thì nó sẽ cài đặt được ngưỡng xả và công suất xả của pin. Ví dụ đây là công suất xả cài 670W, 600W tương đương với 10A, thì lúc đấy nó sẽ xả lên kênh 600W, tải cao hơn 600W tự nó sẽ bù lưới vào. Vậy nên là cái dòng xả của pin nó rất là ổn định và pin sẽ giữ được cái tuổi thọ lâu dài. Vì vậy nên bên em sẽ bảo hành được 3 năm, vẫn cao hơn so với các bên khác bảo hành nha. Và bên em thì cũng sẽ trực tiếp xử lý mọi vấn đề khi pin có vấn đề sự cố đến cho khách hàng. Đấy, thì thường bên em sẽ bán pin kèm máy cùng với inverter bên em để tiện cho cái vấn đề bảo hành bảo trì nhá, vấn đề theo dõi. Với lithium 16S không giao tiếp như dòng Nada đây, chúng ta cài đặt ngưỡng xả, công suất xả, dòng xả ổn định thì pin sẽ dùng rất là lâu và bền. Như ở đây em đang bắt đầu cho xả pin nha, thì cái công suất xả của ngày hôm nay là tôi edit chặt là nó đang là 0kW này. Thì với một cục pin 4850 mAh này xả được 2kW, 2.5kW, 2.5 số điện ấy, thì pin sẽ là đảm bảo dung lượng nhé. Thì ở đây bây giờ cái thời gian xả là 9:55. Đấy, ngày 21 tháng 7 này, ngày 21 tháng 7 2022 này. Bây giờ em sẽ cho xả pin này. Xả pin ngày nay chưa có xả cục pin nào cả. Sáng giờ xả qua 0.8kW để đầy cục pin nhá. Bây giờ em sẽ cho xả. Tôi đi chạc ở đây, ngày hôm nay xả cục pin này em sẽ cho xả được 2.4, 2.5kW là đạt dung lượng. Là anh em tự tin để mua về lắp và chơi nhá. Với cái giá thành tiền rất là ngon bổ rẻ thôi. Thiết kế cứng cáp đẹp. Narada này thì cũng đã khá thương hiệu rồi. Pin Narada này là dùng trong các trạm bot viễn thông ở bên Trung Quốc nha. Pin này em đánh giá cũng rất là cao trong cái phân khúc phổ thông và giá rất là tốt. Em đã từng lắp những cục từ năm 2018 đến bây giờ, dung lượng vẫn còn đạt trên 85% dung lượng nha. Cái số vẫn hoạt động ổn định và bình thường. Với một số hệ thống em đã từng lắp rất là lâu rồi. Đó. Vậy nên là dòng pin này em bán rất là ok. Ok nha, bây giờ em sẽ test cho xả. Khi nào xả điện áp đây còn 49V này, đang 52 xuống 49V này, SOC xuống còn loanh quanh khoảng 60% là nó là pin bắt đầu cạn rồi, xem xả được mấy kW nha. Cứ xả được 2.5kW là đạt. Nên mọi người, em sẽ cho xả cạn được của pin này luôn. Hiện tại em đang cho xả pin này. Pin thì hiện tại đang xả xuống 51.3V rồi. Dung lượng còn cái phần trăm đây là ảo nhé, tại vì pin không có giao tiếp nha mọi người. 76% này. Cái số kW xả ra được 1.4kW pin xả ra nha mọi người. 1.4kW pin này. Thì hiện tại bây giờ là đang là 12:26 rồi. 12 giờ ngày 26 phút này. Đó. Xả từ lúc sáng đến giờ rồi, xả từ lúc 9:52. Hơn 9 giờ, 9:51, 52 gì đó. Xả này. Đó, đến đây. Thì em sẽ cho xả một lúc nữa.
xem dung lượng đạt 2.5kW không nhá. 2.5kW là ok nhá. SOC hiện tại ở đây là đang còn 50% này. Hai đèn nha mọi người. Đó. Dòng xả. Đây thì em lấy một số combo em đang setup sẵn đây. Dòng xả này. Dòng xả có pin loanh quanh cỡ 10A. DC 9.9A này, đang xả pin nhá. Đó. Ok, thì em sẽ cho xả cạn và quay thêm video quấy nữa nhá. Đấy. Hiện tại Thắng đang tiếp khách. Khách đến xem hàng cái máy ở công ty em. Ok, tí nữa em sẽ quay một chút nữa nhá. Quay cái đoạn đến Nada test xả cạn nhá. Rồi ok, thì hiện tại em đã cho pin xả cạn rồi. Thì ở đây điện áp đang còn 47.6 thì em cho xả cạn luôn nhá. 47.6 thì tổng dung lượng đít chạc xả ra là được 2.4kW này. Cũng 2.4kW luôn. Cái thời gian xả pin này. Thời gian xả pin này từ loanh quanh từ lúc 9:52 này. 9:52 battery đít chạc là đang pin đang xả 606W này. Tải sử dụng đang 1200 này. Đang lấy lưới vào 724W này. Thì chúng ta xem cái thời gian đít chạc ở đây nhá. 606 này. Nó xả đến đây. Xả đến 14:07 chiều này. Đến đoạn này là ngưng xả này. Chỗ này em đang sao cho xả cố, xả cạn luôn. Xả thêm chút nữa. Thì nó thì tổng dung lượng xả là được 2.4kW. 2.4kW ngày hôm nay này. Đó. Nói chung là cục pin này với cái mức dung lượng này là đạt rồi. Nada 4850Ah giờ. Chiều nay vừa mới mưa xong. Đấy, pin xả cạn rồi nha mọi người. Báo alarm rồi. Đó. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người đang theo dõi kênh YouTube của em. Thì video của em đến đây kết thúc. Mọi người liên hệ mua hàng đặt hàng thì liên hệ số điện thoại hoặc hotline Zalo em để bên cạnh. Bên em số lượng hàng cũng luôn có nhiều và sẵn kho để phục vụ anh em nhé. Rồi xin chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh của em. Và đừng quên đăng ký cho em một cái đăng ký.